Mến chào các bạn khán giả của Cà Phê Số. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Họ tên đầy đủ của các nghệ sĩ nhé. Các bạn biết không, khi bước chân vào showbiz, nhiều nghệ sĩ đã đổi tên thật của mình thành nghệ danh để ấn tượng hơn. Lâu dần chúng ta lầm tưởng rằng đó là tên thật của họ. Bạn hãy theo dõi đến hết số phát sóng ngày hôm nay vì chắc chắn có nhiều cái tên khiến bạn phải há hốc mồm vì bất ngờ đấy. Câu hỏi đầu tiên sẽ là một nhân vật, một chàng ca sĩ vô cùng điển trai và rất là quen thuộc với chúng ta. Bước vào showbiz với cái tên Sơn Tùng MTP, vậy thì bạn có biết tên thật của anh là gì? A. Nguyễn Sơn Tùng, B. Nguyễn Thanh Tùng và C. Nguyễn Minh Tùng. Câu trả lời không hề khó đúng không? Đáp án là B. Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng hay được biết đến với nghệ danh là Sơn Tùng MTP, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Sơn Tùng hiện đang là ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì thị trường nhạc Việt. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Sơn Tùng cho ra mắt MV Hãy Trao Cho Anh kết hợp với rapper đình đám Snoop Dogg, đánh dấu bước tiến ngoạn mục ra thị trường nước ngoài của nam ca sĩ nói riêng và nhạc Việt nói chung. Justati là một rapper đình đám trong showbiz Việt, vậy thì tên thật của anh là A. Nguyễn Thanh Tuấn, B. Nguyễn Thanh Tùng và C là Nguyễn Thanh Tín. Đáp án là câu A. Justati tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn. Anh được biết đến là một ca sĩ hát nhạc rap rất thành công và được đông đảo khán giả yêu mến. Những bài hát anh từng gây được tiếng vang phải kể đến như là Forever Alone, Thằng Điên, Crying Over You. Tháng 3 năm 2018, Justati đã nên duyên vợ chồng với hot girl Trâm Anh. Vài tháng sau đó, hai người đón cô con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu. Câu số 3, tên thật của Isaac là gì? A. Phạm Lưu Tuấn Tài, B. Phạm Lưu Tấn Tài và C là Phạm Tấn Tài. Đáp án là câu A, Phạm Lưu Tuấn Tài. Phạm Lưu Tuấn Tài sinh ngày 13 tháng 6 năm 1988, hay còn được biết đến với nghệ danh là Isaac. Anh sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và debut lần đầu tiên với vai trò trưởng nhóm của 365 Deben. Thế còn nếu các bạn biết tên thật của Bảo Thi là gì? A. Trần Thị Loan, B. Trần Thị Hồng Loan và C. Trần Thị Thúy Loan. Đáp án là câu C, Trần Thị Thúy Loan. Bảo Thi có tên thật là Trần Thị Thúy Loan, cô sinh ngày 2 tháng 6 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô trở nên nổi tiếng sau khi là thí sinh gây ấn tượng nhất trong đêm gala Miss Audition vào năm 2007. Bảo Thi được xem như là một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc teen pop nói riêng và phong trào ca sĩ nổi tiếng từ thế giới mạng nói chung. Câu số 5, Miu Lê có tên thật là A. Phan Ánh Nhật, B. Lê Ánh Nhật và C là Nguyễn Ánh Nhật. Fan của Miu Lê đâu rồi? Đáp án của các bạn là gì nè? Thúy Quỳnh xin được công bố câu trả lời chính xác là câu B. Lê Ánh Nhật. Miu Lê tên khai sinh là Lê Ánh Nhật, sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh. Miu Lê được biết đến lần đầu tiên trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng. Ngoài ra, cô còn lấn sân sang vai trò ca sĩ và dẫn được khán giả ủng hộ. Wow, không ít cái tên làm chúng ta phải ngã ngửa vì bất ngờ đúng không? Bạn biết được bao nhiêu trong số đó? Hãy trả lời ở dưới phần bình luận nha! Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng ngày mai!